Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ Chủ nhật ngày 16 tháng 7. Trong video này, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức mới trên chiến tuyến cũng như những tin tức mới nhất về nhóm quân Wagner từ Belarus. Đầu tiên là về các mặt trận giao tranh. Hôm qua, chúng ta đã có một số thay đổi về các phần lãnh thổ ở khu vực phía Nam. Tại đây, quân Ukraine đã tiến quân được ra xa hơn một chút về phía Robotyne. Và đợt tiến công này của quân Ukraine được coi là vô cùng quan trọng khi so với các lớp vùng trống họ chiếm được trước đó. Phần lãnh thổ mới chiếm lại từ Nga này có các mạng lưới chiến hào mà trước đó là do quân Ukraine nắm giữ và giờ đã thuộc quyền kiểm soát của phía quân Ukraine. Mình có một video từ trang Deep State của Ukraine nhưng không thể chiếu lên video vì quy định của YouTube. Nhưng về cơ bản thì video này quay lại cảnh một số lực lượng bộ binh quân Ukraine đã chiếm được các tuyến chiến hào ở phía đông bắc Robotyne và sau đó quân đội Nga đã nã pháo về phía họ nhưng không rõ thương vong. Và nếu như nguồn tin của Ukraine đăng video này, có nghĩa là họ muốn gửi thông điệp rằng phần lãnh thổ này đang nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Ukraine. Về cơ bản, hiện các lực lượng quân Ukraine đang áp sát khu vực Robotyne và đang đối đầu trực diện với hàng phòng thủ của Nga ngay ở phía trước khu định cư. Quân Ukraine đang tiếp cận về khu định cư với một tốc độ chậm, nhưng họ vẫn đang lấn dần. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở phía đông nam Popzeda. Tại đây, có một số chiến hào nằm ở giữa các cánh đồng ở phía tây nam Oleksandrivka, ở phía đông nam Popzeda và ở phía nam Marinka. Khu vực này dày đặc các công sự và chiến hào. Quân Ukraine đã cố gắng chiếm lại nó sau khi khu vực này đã bị quân đội Nga đánh bật. Khu vực này đã đổi chủ qua lại giữa hai bên rất nhiều lần, nhiều hơn số lần mà mình có thể đếm được trên một bàn tay. Phải nói rằng, điều này rất đáng chú ý bởi các lực lượng quân Ukraine liên tục cố gắng đẩy lùi quân đội Nga và quân đội Nga thì liên tục cố gắng đánh chiếm những thành trì này ở phía đông nam Popzeda, nhưng lại chưa bao giờ thực sự giữ được nó. Điều này chứng tỏ rằng đây là một khu vực rất khó để chiếm giữ, dù có vô số các công sự, và điều này có thể là do tầm quan trọng chiến lược của khu vực này. Nếu quân đội Nga nắm được quyền kiểm soát được nó, thì họ có thể phát động một chiến dịch tấn công vào Praskovivka và tấn công vào phía nam Novomikhailivka. Từ đó, họ cũng có thể đánh vào phía sườn khu vực Popzeda. Còn nếu quân Ukraine có thể chiếm giữ được khu vực này, thì họ có thể ngăn chặn được điều đó, và Ukraine có thể dùng khu vực này làm bàn đạp để tấn công vào Oleksandrivka hoặc tấn công về phía tây. Vậy đây là một khu vực kiên cố và cả hai bên sẽ còn lâu nữa mới phân định được. Được biết, nó là một trong những khu định cư đã được củng cố từ cuộc chiến ở Donbass năm 2014. Vậy là các thành trì phòng thủ tại đây đã được xây dựng ít nhất là 9 năm. Do vậy nên có nhiều thành trì tại đây hơn là tại các khu vực khác của chiến tuyến, hơn là những khu vực có các thành trì mới dựng gần đây như là ở mặt trận Zaporizhia chẳng hạn. Nhìn chung thì đây là một khu vực quan trọng. Tuy nhiên, với vô số cuộc giao tranh và đổi chủ đã diễn ra trong khu vực này, đã có những nghi hoặc rằng các công sự hiện tại không còn hiệu quả như những năm trước nữa. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển tiếp sang phía nam Klitschivka. Tại đây, các lực lượng quân Ukraine đã công chiếm được thêm một giao lộ khác ở khu vực kênh đào và phần lãnh thổ này đã nằm dưới sự kiểm soát của họ. Vậy là họ đang dần kéo dài ra hàng phòng tuyến của họ ở khu vực phía nam và Ukraine đang mở rộng phần khu vực kiểm soát của họ về phía đông khu vực kênh đào. Nhưng Ukraine vẫn còn một chặng đường dài nữa để hy vọng công phá Klitschivka. Bởi thực tế, sau cuộc đánh mạnh và tiến được vào bên trong Klitschivka tạm thời, thậm chí gần như đã giành được quyền kiểm soát khu định cư này khoảng hơn một tuần trước, thì các lực lượng quân Ukraine đã bị quân đội Nga chặn đứng và phản kích dần. Ngược lại, các cuộc phản công từ phía Nga đã khôi phục lại quyền kiểm soát các phần lãnh thổ trước Klitschivka của họ. Điều này nói lên rằng đang có cuộc giao tranh rất ác liệt diễn ra ở khu vực Klitschivka. Và như mình đã đề cập rất nhiều lần trước đó, thì Klitschivka là khu định cư đóng vai trò chiến lược quan trọng nhất ở phần phía nam Bakhmut, bởi chiếm được nơi này đối với quân Ukraine về cơ bản đồng nghĩa với việc họ sẽ có được khả năng tiến công đến các khu định cư còn lại của phía nam Bakhmut, đồng nghĩa với việc họ sẽ có được những lợi thế to lớn để tiến công vào Bakhmut. Đó là lý do tại sao quân đội Nga đang chiến đấu ác liệt và cố gắng giữ lại nó bằng mọi giá. Đó là những tin tức về chiến tuyến. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo là các tin tức mới về lực lượng nhóm quân Wagner đang huấn luyện các lực lượng của quân đội Belarus. Đầu tiên, hôm qua một loạt các nguồn tin báo cáo rằng Wagner đang huấn luyện cho lực lượng đặc nhiệm Belarus, nhưng sau đó lại có tin tức báo cáo rằng Wagner cũng đang huấn luyện cả những lực lượng binh sĩ biên phòng cũng như lực lượng lính nghĩa vụ của Belarus. Và có vẻ như là toàn bộ các lực lượng quân đội Belarus đang trong quá trình huấn luyện với Wagner. Một điều khá là ảo khi quân Wagner nhiều cỡ nào thì mới có thể huấn luyện khoảng 80.000 binh sĩ Belarus. Và sau đó, mình đã nhận được thông tin từ nguồn tin Nga rằng sẽ có 30.000 quân Wagner bổ sung từ các lực lượng nhóm quân Wagner đã đóng quân tại châu Phi. Mà theo các nguồn tin Nga, số quân tiếp viện còn có thể tăng lên gấp đôi, lên đến con số 60.000 quân bổ sung.
Nếu chúng ta cộng nó với con số từ phía quân đội Belarus là khoảng 80.000 quân, thì số quân tại Belarus sẽ lên đến 140.000. Và nếu giả sử rằng lực lượng quân tình nguyện mà tướng Shoigu và Tổng thống Putin đã thông báo vài tuần trước với số quân là 160.000 là có thật, và thêm lực lượng đó với lực lượng tại Belarus, thì lực lượng chiến đấu tại đây sẽ có tổng cộng là 300.000 quân. Dù rằng không có gì đảm bảo toàn bộ nhóm quân tình nguyện Nga hay toàn bộ quân Belarus có thể được điều động tác chiến, nhưng về cơ bản, diễn biến thực tế tại Belarus hiện nay đang là có một đợt di chuyển quân lớn tại Belarus. Điều này cho thấy rằng Moscow chắc chắn đang có ý định tập trung quân đội lớn ở Belarus. Bây giờ câu hỏi đặt ra là liệu lực lượng này có được sử dụng để tấn công Ukraine từ Belarus như khi cuộc chiến này được phát động hay không? Theo Tổng thống Zelensky thì câu trả lời là không. Ông Zelensky hôm kia đã đưa ra một tuyên bố trong một bài báo rằng điều đó sẽ không xảy ra và quân Ukraine sẽ không bị tấn công từ phía Bắc. Bất kể kế hoạch tấn công mà quân đội Nga đang dự định là gì, nhưng chắc chắn rằng quân đội Nga sẽ không bao giờ tấn công quân Ukraine từ phía Bắc. Mình không biết tại sao ông ấy lại chắc chắn đến vậy. Nhưng nếu trong trường hợp Moscow quyết định tấn công Ukraine từ phía Bắc, trái với tuyên bố của ông Zelensky, thì quân Ukraine chắc chắn sẽ bị tấn công áp đảo do họ không có những lực lượng cần thiết để chống lại được 200 đến 300.000 quân từ phía Bắc. Vậy nếu quân đội Nga quyết định tiến hành tấn công từ phía Bắc, thì chắc chắn quân Ukraine sẽ phải điều lực lượng từ phía Nam lên tiếp viện và họ sẽ bị chia làm hai. Và lực lượng quân đội Nga sẽ ngang bằng về quân số với các lực lượng quân Ukraine ở phía Nam. Nếu sau đó quân Ukraine phải chia đôi các lực lượng của họ để bảo vệ cả phần lãnh thổ phía Bắc, thì quân Ukraine cần phải tăng cường lực lượng ở cả hai bên lãnh thổ. Đó sẽ là một diễn biến rất đáng lo đối với lực lượng quân Ukraine. Nếu họ phải chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy, mình biết rằng Ukraine đã đặt rất nhiều bẫy mìn ở toàn bộ mặt trận phía Bắc, đặc biệt là các phần phía Tây Bắc. Từ những tháng đầu tiên của cuộc chiến, sau khi quân đội Nga rút quân khỏi Kiev, quân Ukraine đã bắt đầu đặt các bẫy mìn và xây dựng hệ thống phòng thủ ở phía Bắc, phòng trường hợp quân đội Nga quay trở lại từ mặt trận phía Bắc. Vậy nên, nhìn chung công việc cần làm của Nga nếu tấn công là họ cần phải ra phá những quả mìn này, thì sau đó mới tiến công bằng lực lượng tăng thiết giáp mạnh mẽ được. Nhưng đó sẽ không phải là vấn đề với người Nga, bởi họ đang có các tuyến hậu cần và nguồn lực đủ mạnh. Trong khi đó, với nguồn lực yếu hơn và chủ yếu nhờ vào viện trợ, thì vấn đề lớn nhất đối với quân Ukraine ở phía Nam vẫn là băng qua các vùng trống với nhiều bãi mìn. Vậy nên khi quân Ukraine đi qua những vùng trống này bằng lực lượng xe tăng, họ sẽ dễ dàng bị tấn công bởi lực lượng pháo binh, lực lượng không quân, tên lửa điều khiển chống tăng. Nhìn chung, Ukraine đã và sẽ phải chịu rất nhiều tổn thất khi cố gắng giả phá bom mìn trong lúc tiến công qua những bãi mìn. Giải pháp duy nhất mình có thể nghĩ ra với các chiến thuật tác chiến và công nghệ mà các bên gần đây sử dụng là tiến công với một lực lượng binh lính đủ lớn. Nếu quân Ukraine cứ tiếp tục cử đi các nhóm nhỏ hoặc trung bình gồm 10 đến 15 cỗ xe tăng, xe chiến đấu bọc thép, thì kết cục họ nhận lại sẽ chỉ là toàn bộ các lực lượng đó đều bị tiêu diệt sau khi di chuyển vào vùng hỏa lực. Ví dụ như là ở phía nam Orykhiv, quân Ukraine tại đây đã tiến công lên rất chậm từng chút một, nhưng họ đã chịu rất nhiều tổn thất trong quá trình tiến công đó. Và với quân đội Nga ở khu vực phía Bắc cũng vậy. Dù mình tin rằng họ sẽ gặp ít khó khăn hơn, nhưng Nga sẽ cần chấp nhận rằng họ sẽ phải chịu tổn thất khi tiến công lên. Các bước tiến công đều đi kèm với một cái giá phải trả, bởi đây không phải là một câu chuyện cổ tích mà trong đó bạn chỉ cần chiến thắng và không phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Ngay cả Nga cũng chắc chắn là sẽ phải chịu thiệt hại. Vậy nên, thay vì tiến công với tốc độ chậm rãi từng chút một và phải nhận nhiều tổn thất hơn về lâu về dài, thì cần tiến công một lần với một lực lượng lớn và sẽ có thể xuyên thủng hàng phòng thủ địch và vượt qua được toàn bộ các bãi mìn này. Đó là khi các bên có sử dụng một lực lượng lớn để tiến lên chỉ trong một lần, giống như cuộc đổ bộ D-Day Normandy trong Thế chiến 2. Khi các cường quốc đồng minh phương Tây biết rằng họ sẽ phải chịu rất nhiều tổn thất, họ biết rằng quân đội Đức đã có một hàng phòng thủ kiên cố tại đây, rằng quân đội Đức đã xây dựng nhiều công sự và Đức cũng đã có rất nhiều đơn vị phòng thủ tại chỗ, nhưng phe đồng minh vẫn tiến hành tấn công bởi điều đó là cần thiết. Vậy có phải là việc vượt qua những tuyến phòng thủ này là không thực sự cần thiết? Điều này là vô lý, bởi quân Ukraine đã tuyên bố rằng họ muốn lấy lại cả đất nước của họ. Vậy làm sao họ có thể lấy lại được cả đất nước của họ mà không tiến quân lên được? Tương tự với quân đội Nga, nếu họ muốn hòa bình và an ninh cho Nga, thì họ cần phải tham gia cuộc chiến tranh quân sự này. Chính họ đã nói vậy, không có chuyện thương lượng nhượng bộ. Mọi chuyện sẽ được giải quyết trên chiến trường. Vậy nên không tiến quân lên không phải là cách để kết thúc cuộc chiến. Vì vậy, giải pháp duy nhất ở đây là chấp nhận rằng sẽ có thương vong và các bên sẽ cần một lực lượng đủ lớn để bất chấp thương vong, vẫn có thể tiến quân lên, vẫn không dừng lại do thương vong quá lớn và không phải tiến hành rút lui như họ vẫn thường làm. Trong các video chúng ta đã được xem, thì các bên sau khi tấn công, chịu tổn thất và rút quân về. Mình có một câu chuyện từ một người lính Ukraine đã được huấn luyện ở các nước phương Tây trong lữ đoàn cơ giới số 47 muốn chia sẻ với các bạn. Anh ấy lúc đó đang lái xe bọc thép qua một bãi chiến trường và sau đó anh ấy đã mở nắp xe để đưa một trong những người lính bị thương về căn cứ chính. Anh ấy đã nhảy xuống một cái hố
vị trí mà trước đó đã xảy ra một vụ nổ. Anh ấy nhảy xuống kêu hô đó vì nghĩ rằng đã có một vụ nổ diễn ra tại đó rồi nên sẽ không còn vụ nổ nào xảy ra sau đó nữa. Anh ta đã nhảy xuống và rơi vào một bãi mìn. Sau đó, chân của anh ta bị nổ tung và sau đó anh ta cùng với chiếc xe đã trở về với hai người chết và một người bị thương. Và tất cả những thương vong này đều là bởi các quả mìn. Họ thậm chí không thể nhìn thấy đối thủ và họ cứ thế rút lui, thật vô nghĩa khi tiến công lên và phải bãi mìn và rút quân về. Điều đó thật vô nghĩa và nó thật lãng phí mạng sống của những người lính hơn là việc chấp nhận thương vong tiến lên. Nhưng đó chỉ đúng với Nga, còn với Ukraine thì mình tin rằng dù họ có tấn công ồ ạt và có đạt được một số bước tiến, nhưng nó là không đủ để bù đắp vào chênh lệch hỏa lực quá lớn, nhất là từ cường quốc quân sự hàng đầu thế giới như Nga. Đó là suy nghĩ của mình. Vậy các bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nhé. Bản cập nhật đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc mọi người một ngày tốt lành.